Ai trước khi mà đi dịch dừa thì đi lại cho dịch ăn nè, cầm ca đi nắng cho dịch ăn đây. Đi kệ ông nội trong ngày cái tết dữ thiệt rồi. Gớt hai con này tin bắt nha. Đẩy vô cho ăn. Ủa sao còn nữa kìa, bắt tên rồi đi bắt đi mời rồi gãy vô đi tấm cơ chị này. Ui. Kì quá. À, ông nội chống gậy ra giật cô á. Cái là kẻ. Trời ơi, lẹ gọn gàng luôn. Rồi, hửng trái cái cha, hửng trái cha. Được không? Thử tá đi. Em vô lấy cái cây mạnh đi, cái cây dài em để trên. Không, cái đó xịt vô mắt là cay con mắt á. Dạ. Yeah. Ui, cái gì? Trời ơi. Cái gì? Ui. Nó đứng nó chờ kìa. Nó đấu kìa. Lấy cái thùng đi. Ồ, ôi rồi bẻ anh tay rồi. Rồi, trả cái nước đi. Đi ra lượm. Dạ, đi ra mẹ. Đi. Hai, xin chào năm ca anh chị em đã quay trở lại với kênh Chí Sĩ Tiên Dừa. Và đây là Sĩ Tiên Đen. Chúng ta chuẩn bị đi về khi một quài dừa nữa. Mà đó, lâu quá về. Thì hôm nay về rồi. Đã nửa năm rồi. Thì chúng ta phải bào gấp 3 lần. Thường là mỗi tháng mỗi về. Chúng ta chỉ bào có một lần thôi. Nửa năm là phải 6 tháng. Phải bào gấp 6 lần à, không. Đi, dừa vừa nè, đi. Dừa vừa. Dừa vừa, đi ra dừa vừa. Lấy xào. Lấy xào. Ủa đâu rồi? Rồi nè, cho đi lấy cái xào. Cho đi lấy cái xào. Lấy xe chi? Cho đi dừa vừa mà. Rồi nè. Đi, dừa vừa. Đi non. Đi dừa nè, cầm cây. Nón đâu rồi? Cây dừa. Đây. Là anh Sĩ Tiên Đen, đi. Cầm cây dừa, đi. Cầm, đi. Đi tới. Rồi tin theo sau đây nè. Nè. Theo sau nè, đi. Ừ. Lại đi. À, vừa thấy không, hay ngã không? Ôi, dịch ca. Ui. 1, 2, 3, 4. Kí. Ẩm tin qua. Rồi nói vô. Mày dép vô. Rồi nói vô. Dịch đây nè. Ừ. Vừa đó ngon mà. Đây là thành quả của bữa trước khi mà chúng ta bào. Chúng ta sẽ bào mới được có một quài 41 trái. Ừ. Ăn bộn mà. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi bào. Ông nội chống gậy đi ra. Ủa đi này nè cha. Đường này dễ đi nè. Chống gậy đi ra dừa vừa. Đây hồi sáng mình bào được 5 trái. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trái. Tại này. Đó. Chà. Sĩ Tiên kia tới. Mang dép vô. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ đi dịch dừa. Đâu chắc trên bàn hay vòng vòng đó chứ đâu. Dạ, bây giờ tới đâu? Dịch đây nè. Hay dịch đâu? Ai. Trước khi mà đi dịch dừa thì đi lại cho dịch ăn. Nè, cầm ca đi, nắng cho dịch ăn. Đi. Ai biết đó. Nó nói tổng luôn rồi. Ra chú ba.
Tí em con đem con dẹp đồ, có áo con đi con. Đây. Rồi cái nào mặc thì mặc, cái nào dẹp dẹp với con. Cái ông nội trong ngày cái tết hả? Dữ thiệt. Khoan khoan để bà nội về nó lại đẳng cho nó mát cái. Dời qua đây nè. Qua đây hả đẳng? Tin lại đây tin. À, rồi. Rớt cái hai con ơi, rớt hai con ơi. Bắt vô. Tin bắt vô. Hai con quỷ này không, hai con quỷ này nè. Hai quỷ nổi loạn rồi, phải xuống đi. Chạy xuống đi tin, chạy vô cho nó ăn đi. Chạy vô cho nó ăn. Ủa sao còn nữa kìa? Bắt tên. Tên bắt đi. Tên bắt tên. Rồi. Bỏ vô đi tên, nhả vô đây nè, cho nó. Nhả vô. Dạ mời. Rồi nhả vô đi. Tập cơ chị này. Ừ. Tập cơ chị trong đi tên. Để cho nó ăn nè, là con cầm vậy nè. Ừ. Dở tin heo. Là mày dục cái gà hết rồi, nó kêu nó không. Dục cái gà. Mày dục càng đắt rồi. Đau rồi. Sao bà nội dục kỳ mà nói. Giờ tại nó còn mê cho ăn. Ừ. Kìa. Ông nội chống gậy ra giờ kìa. Đi. Qua đó đi. Ẩm tin rồi hả? Chú ba ra chơi chú ba. Đâu vậy? Ui ui ui. Ui 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 ui. Kì quá kì quá. À, ông nói chống gậy ra giật cô á. Bùa này chắc ít hơn. Bùa này chắc ít hơn kìa. Trời ơi lẹ gọn gàng luôn. Rồi rồi hửng trái cái cha, hửng trái cha. Được không? Hửng trái đi. Em vô lấy cái cây mạnh đi. Cái cây dài em để trên cái bàn á. Cây này khó quay quá. Ui. Ủa con ôi buồn có mấy trái mà. Rồi buồn này ít mà. Tưởng nó buồn sai. Buồn này ít mà. Đâu giống buồn hoa. Ngon quá. Giật cái buồn sai kia luôn coi cho thích nó đem lên đỉnh. Giờ nó lên đỉnh là nó cũng đi đâu được lấy gì ăn hết trơn. Nước dừa chị cũng biết. Dạ. Rồi giật thử bùn non thôi đã. Đây bùn này chắc non á. Non rồi. Ủa nội. Đợi non thì mình uống liền giờ. Ủa bà nội. Cứ dễ dẻ hả? Uống nước dừa hai nước. Đây. Đây. Ừ, cái gì? Cái gì? Trời ơi dính nữa rồi. Khổ nhất là Calaga. Camera man này. Rồi mày chó. À. Chưa. Đó. Chưa. Ờ. Ồ, ôi rồi bẻ bên tay rồi. Rồi rồi chảy hết nước đi. Ra lượm đi ra lượm. Ừ. Rồi. Chảy hết nước rồi. Ừ, ngọt quá.
Quá tài luôn. Hả trời, ồ còn tới bè xong kha cắt luôn. Chừa lại đi. Không chừa đó. Rồi. Quá tài luôn nè. Chưa. Rồi đếm đi. Vô. Ồ. Có quầy nào không? Dừa non với dừa nạo. Ừ. Tên này chắc bị hư quá. Tên này non nè. Nạo từ đâu tới. À, tên này nạo. Kìa tên cho vịt ăn kìa. Đây kỳ quà giấy của chàng không? Đây. Đi vô mày. Đi vô mày. Trời. Giật luôn quà đó luôn hả? Cười vô mẹ. Mẹ ra vậy, cái nó tưởng đâu ra nó. Từ từ từ. Non, non rồi. Non rồi. Bún sao? Non mà. Chặt cái này thử coi. Bóc bóc là bo non, bo nào nè. Chặt thử tới nè. Chặt thử tới này đi. Đây nè. Đó, chặt thử cái nào không? Rồi đưa qua đây uống. Để nó cho nó ăn. Mình đi vô cái nó ăn. Nó quài này. Quài này còn non, quài kia nữa, quài cho. Thấy cho mình già hơn cái quài này. Tại vừa non để lâu không được. Ừ. Vừa non lẹ hư lắm. Rồi vô. Tiền ở đây nè. Tiền đứng đây con. Tiền quá vậy. Đứng đây con loại vừa nè. Phải tin không? Dạ chú bà. Ê chơi làm gì mà tổng hoài vậy? Ủa sao vô luôn vậy? Nhiều trái bị hư. Ủa tự nhiên vô luôn vậy? Tự nhiên đẩy nó vô hả? Gai góc của mà tính đem vô. Uống rồi đem cái là cho tao uống cái đi. Uống mẹ. Mẹ. Ừ. Nào uống. Ừ. Mới chặt thử à. Từ uống tiếp. Được không thấy. Non. Non. Nó èo luôn không? Ừ. Nó èo hả? Cái này ừ. Uống nước mát thôi chứ. Không có cá chiếc gì đó. Anh giật còn mới đó hả? Dạ. Thôi đừng giật, uổng lắm. Thôi đừng giật uổng lắm. Đây, anh xì tin quậy nè. Sang không quậy. Đó là tên hiểu cha nè. Rồi ông nội chống gậy đi vô luôn kìa. Vô. Rồi ông nội giật vừa chuyên nghiệp. Có khác. Ủa tái này là hôm qua phải không mà? Hai tái dưới này hôm qua phải không? Này hôm qua nè. Này hôm qua giật nè mình giật nè. Còn đây là hôm qua luôn nè. Cái ông nội mới giật lại đây nè. Rồi mấy tái? Nãy uống hai tái đúng không? Nhiều. Có mấy cái không nồi. Mấy cái không nồi để thấy cũng đem đi nó vừa mới. 18 tái. Thì chặt mấy cái nồi hết. Vô tim. Ê! Bà nội vô rồi mà. Đi lại coi chú ba chặt vừa kìa. Nè chú ba chặt vừa uống nè. Đi lại coi chú ba chặt. Đi. Rồi lựa mẹ coi nó nào hư mẹ. Cái gì vậy? Lựa ra chặt uống hoặc là bị nứt gì đó. Trống này là đống này mới nè. Đống này mới nè. Nè đống này nứt nè. Nứt nhưng mà nó hoài đó nó hụt dạng nạo nó không có lâu hư lắm. Còn đây mới lẹ hư nè. Rồi chúng ta sẽ lựa dừa ra. Để cái này cứng hả? Cái này chắc cứng nhưng mà. Chắc quất luôn đi. Uống đi chứ để làm gì. Uống đem đi bắt công. Nhà cũng được uống luôn. Rồi, con nội chống gậy rồi. Ủa còn hai tới này hai tới gì ạ? Hai
lấy ra đi. Cơm lại đã. Ờ. Tin đây nè. Vào không? Nè nè, nè đá đây nè. Tin đá ta nè. Đó, đá đi hồi uống luôn. Lùa ra để vô nước đó. Rồi quất năm tá đi. Năm tay này uống hiếu nè. Lùa banh đó. Nghe không? Lùa banh coi. Lùa. Rồi, thả coi. Cái ca hồi nãy vừa uống vô trái đi khỏi tung ly. Ừ, không có. Ủa rồi cái dạ. Lần thứ ba biểu diễn nhưng mà nó rồi, uống à, lần thứ ba biểu diễn nha. Lời đá dao luôn ghê không á. Mài kiếm giống Tư Mỹ vậy. Ngươi cái gì? Ngươi chờ đợi gì 3 năm vậy? Ta mài kiếm nó 3 năm. Chết. Vô. Quýt đít nè. Ồ, ngon luôn. Kê diệt. Tên, ê, tên. Nguyên. Không có xử lý nó, đâu có sợ cái gì đâu. Cái nắm đi ra đi. Đây. Tay số 2. Tẩu tác. Tẩu tác luôn. Thua luôn. Tên non rồi. Trời ơi. Ủa ngon mà uống ngon á, cái này ngon nè. Uống rồi. Cái này ngon ơi. Ờ, cái này ngon mà. Đây, chúng ta sẽ hưởng thức trong đi. Cái này. Cái nào? Rồi ca luôn. Ngon mà em chặt vậy là cồn. Coi cái đồ gọi là làm biến của chú bà nè. Vừa non chặt hành vừa. Ủa sao chế vậy? Chế vô đưa mẹ uống. Đi cha uống cả. Nữa, cũng đi lại nữa. Rồi lấy mấy cái non này chặt lượt luôn. Ôm chặt. Ok, thấy sự tin giỏi chưa? Rồi xuất ra đi. À, thấy tin giỏi chưa? Thấy tin giỏi gì chú ba? Trời ơi chú ba. Chặt đổ hết phần nữa. Nè, xếp lại chú ba nè. Ô bà nội đó ai? Coi chắc đủ rồi đó. Chú ba coi có cái cái nào ngon cho tin với. Đây nè, hai nè. Cái này ngon nè. Đây. Cái này ngon nè. Không lấy muỗng kia. Cái này cứng mà sao. Đây, coi chị tin ăn cái dừa nè. Tù rồi. Kia không? Dữ. Tin tự múc tự ăn lên. Tin lúc chú ba. Rồi ăn bào quá thì không còn 1, 2, 3 tái rồi còn một đống dưới kia nữa, chúng ta chuẩn bị đi sách đi thôi. Ở đây nữa nè, quá trời. Ok diệt. Thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau, video hái dừa sau nha. Bye đi tên. Bye bye. Nhớ like đăng ký subscribe kênh Tí Tin Dừa, và đây là chị Tin. Con là gì? Con là gì? Chị Tin. Bà Khôi.